Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 5 từ câu 21 đến câu 43. Đức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó, người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu thoát và được sống." Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán xe bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo của người, vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo người thôi là sẽ được cứu." Tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giêsu thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào tôi?" Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa?" Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Họ chế nhạo người, nhưng người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với người vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Tali tha cung", nghĩa là: "Này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi." Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta kinh ngạc sững sờ. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy và bảo họ cho con bé ăn. Nếu có dịp lần dở lại những trang tin mừng, chúng ta sẽ nhận ra một điều: trong cuộc đời hoạt động công khai của Đức Giêsu, bên cạnh những lời rao giảng về nước Thiên Chúa, người thường làm những phép lạ để chứng minh cho lời rao giảng của mình. Hay nói một cách chính xác hơn là để thể hiện trọn vẹn sứ mạng cứu độ khi đến trần gian mà người đã lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa Cha. Điều này nhằm chứng minh cho mọi người thấy người là một vị Thiên Chúa đầy quyền năng, đang hiện diện đồng hành để sẻ chia, nâng đỡ con người trong kiếp sống nhân sinh, nếu con người biết chạy đến với người. Với hai phép lạ trong tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã chứng tỏ cho chúng ta thấy người không phải là một vị Thiên Chúa xa vời, mà là một vị Thiên Chúa đầy tình thương, luôn gần gũi, luôn ở bên con người, luôn thấu hiểu đời sống con người có những lúc đau khổ, thiếu thốn mà con người không thể làm gì được, cũng không thể cầu cứu ai được ngoài Thiên Chúa. Người muốn chứng minh cho chúng ta thấy rằng
người luôn cảm thông và sẵn sàng chia sẻ nỗi thống khổ và sự bất lực của con người. Nếu biết chạy đến với người, con gái ông trưởng hội đường lâm trọng bệnh và đang nằm chờ chết. Ông trưởng hội đường là người có địa vị, giàu có thế lực, chắc chắn đã chạy thầy chạy thuốc khắp nơi. Nhưng giờ đây cũng chịu bó tay, đành bất lực không biết làm sao để cứu con mình. Đức Giê-xu chính là niềm hy vọng cuối cùng của ông. Thế nên ông đã tìm đến với người bằng một thái độ rất cung kính, khiêm nhường và tin cậy. Quỳ sụp xuống trước mặt, khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu thoát và được sống." Đức Giê-xu không phải là thầy lang, vậy tại sao ông đến gặp người lại thưa bằng một giọng xác tín như thế? Phải chăng trong con mắt và trái tim của ông trưởng hội đường, Đức Giê-xu là một vị thần linh, người thuộc về thượng giới, cho nên người mới có đủ quyền lực để chữa bệnh cho con ông, mà chữa bệnh chỉ bằng việc đặt tay? Rồi đặt tay không phải chỉ khỏi không thôi, mà hơn nữa nó sẽ được sống. Phải là ai, là đấng nào mới có quyền trên sự sống và sự chết? Ông không nhìn rõ, chưa thể nhìn rõ Đức Giê-xu là đấng cứu thế, là ngôi hai Thiên Chúa. Nhưng lờ mờ, ông đã nhận thấy đằng sau vẻ bình thường của một con người mang tên Giê-xu là một quyền năng cao vời, là đấng thuộc về trời cao, vượt hẳn chữ người mà ông cũng đang có. Và rồi niềm hạnh phúc ngập tràn, con ông đã được chữa khỏi, niềm tin đã được đáp đền, hay đúng hơn, niềm tin của ông đã là chìa khóa để mở được lòng thương xót của Chúa dành cho con ông. Còn người đàn bà bị băng huyết khổ sở, cô thế cô thân, suốt 12 năm bị nhấn chìm trong bệnh tật đau đớn và u uế theo tục lệ, đối với bà, niềm hy vọng vào thầy thuốc đã liệm tắt từ lâu. Bất chợt hôm nay, trong trái tim khô cằn của bà bỗng lóe lên một tia hy vọng. Một người mang tên Giê-xu, uy lực trong lời nói, quyền năng trong việc cứu giúp bệnh nhân, may ra có thể cứu chữa được căn bệnh khốn khổ của bà. Và rồi rất âm thầm lặng lẽ, bà đến gần Đức Giê-xu cùng với một niềm tin mạnh mẽ. Bà nghĩ nếu người là đấng thánh của Thiên Chúa, thì mình chỉ cần chạm đến áo người thôi cũng có thể chữa mình khỏi bệnh. Xem chừng đơn giản, nhưng cũng có thể nói đức tin của người đàn bà còn lớn hơn ông trưởng hội đường một bậc. Bởi người đàn ông ấy còn yêu cầu Chúa đến để đặt tay. Đằng này, người đàn bà chỉ cần chạm đến áo người thôi. Và rồi người đàn bà thấy mình khỏi bệnh. Vậy đâu là chìa khóa, đâu là yếu tố cốt lõi để phép lạ xảy ra? Thưa, chính là lòng tin. Lòng tin thực sự đã làm nên phép lạ. Hay nói cách khác, phép lạ phát xuất từ hai nguồn: quyền năng đầy yêu thương của Thiên Chúa và lòng tin của con người. Thế nên, lời Chúa hôm nay một lần nữa mời gọi mỗi người chúng ta duyệt xét lại niềm tin của mình vào Thiên Chúa đang ở mức độ nào. Mỗi khi rước lễ là chúng ta đụng chạm đến chính Chúa. Khi ta lãnh nhận các bí tích, khi ta tiếp xúc với tha nhân, đặc biệt những anh em bệnh tật, nghèo túng, bị bỏ rơi, nhưng những lần đụng chạm ấy có để lại dấu ấn nào trong ta hay không? Có làm cho đời sống chúng ta biến đổi hay chưa? Ngày hôm nay, Chúa vẫn tiếp tục cúi xuống trên nỗi bất hạnh của con người. Người vẫn tiếp tục giơ bàn tay quyền năng để chuyển thông sức sống thần linh cho chúng ta. Xin Chúa ban cho mỗi người một chút đức tin như của ông trưởng hội đường và người đàn bà bị băng huyết. Để từ đây, chúng ta biết đụng chạm đến Chúa với tất cả lòng tin và tình mến, với lòng chân thành và phó thác.
chúng ta cũng xin Chúa nắm lấy đôi tay bé nhỏ của chúng ta và kéo ta trỗi dậy khỏi những quyến rũ bất chính, những đam mê mù quáng, những tính hư nết xấu, để chúng ta được đổi mới và được sống. Tràn hòa trong đất trời chẳng khi nào lắng hơi. Tình yêu Thiên Chúa đã có từ muôn đời theo suốt dòng thời gian. Tình yêu Thiên Chúa cho tim con đời mới thiết tha trong phận người sắt son bên cuộc đời hạnh phúc tuyệt vời. Nói nên lời để cảm ơn Ngài, tình Chúa yêu con người. Ôi tình yêu Chúa diệu huyền chốn trời cao, tác sinh muôn vì sao. Ôi tình yêu Chúa luôn u ấp địa cầu, đêm mai muôn ngàn sao. Xuân đến muôn người cho hương hoa mọi nơi. Tình yêu Chúa khơi ngọn lửa mới ấm lòng những trái tim đời. Muôn cõi lòng đã bừng sáng niềm vui đến hạnh phúc ngày mai. Tình yêu Thiên Chúa
tuyệt vời khôn nói nên lời, để cảm ơn Ngài tình Chúa yêu con người.